Thử thách đọc không dấu. Em thích ăn thịt nạc. Nạc vai lợn không? Tiếp. Ngựa lớn cho em. À, báo cáo sự cố tại khu vực nội địa. Tiếp. Em ơi về nhà đi, anh đang xem. Không có suy nghĩ. Em cãi lộn. Em đang coi quán, anh mua báo đến đi. Nhanh. Nhân dịp kỷ niệm anh tặng em hai cái hôn dài. Hai cái hôn dài. Đúng rồi. Lòng lợn nhà em dài thế. Không, dài.